cuối đến tận anh à? Ờ, nó là anh chuyến nhiều quá. Anh đi một chuyến, đi một chuyến à? Ờ, đi một chuyến hơn 1000 cây lặng đéo chịu. Phải có giá xe chứ. Có giá thì giá lại hơn 1000, em sợ bốc đầu. Mẹ, vừa đi vừa run. Đi đường to à? Đi đường to, đéo đi đường kia. Bà xã bảo còn cho 40. Bảo còn có 40 thôi, từ hôm qua bảo chị là ông cái chút bảo chị là có 40 đấy, không ra cây có đâu. Hôm qua mua bảo mua 2000, mua lên thành 2500, gần 2500. Thế rồi mà lấy 1000 à? Bảo đây là 2000. Đẹp. Đẹp, cao rồi đó. 80 phân toàn hầu 80 phân hết, 8-90. Lên từ 3:30 đến 6 giờ mới nhặt xong. Trời. Đây là phi thẩm cái tuổi hai người chồng lên nhà. Vẫn nhà. Mẹ hơn 2 giờ gọi mình nắng quá, kéo lên nữa. Mai sao mới lên. Huế hôm qua chở gần 1000 à? Huế hôm qua chở kéo gần 1000 cho anh ạ. Tại vì chuyến đầu anh chở đã 1000, là 1001 rồi mà. Nặng phết đấy chở. Nặng, dã man. Nào đi nặng phết đấy chở. Đi vậy. Nó chở đường kia, anh đi đường đấy, anh đi đường trong Minh Quán ấy. Đéo gặp nhau. Nó về đéo nhanh thật. Anh đi đường to mà. Cái giá của mình còn đều hơn chứ, vừa đi vừa lắc, bảo địt mẹ phát này nó lật thì thôi ăn chút luôn. Ghét mỗi đội quế đang lên lá non thôi. Nó còn lá non đẹp quá. Phải chờ hết lá non mới trồng được à? Ừ. Đằng nào anh có trồng vội đâu. Mua về để đấy. Mua ngoài cây cái ngắn tầm là 20-30 phân là bao tiền? Em không biết đâu. Hôm qua tính ra mua thế là nó lấy có 950 đồng thôi. Giá rất nghìn. Bố nhổ thừa mấy trăm cây thì bảo thôi lấy lốt vậy làm nào.
qua nhặt được mấy cây to như gần đường, gần như đầu đũa, sướng thật. Thì bãi đấy nhiều quý không? Bãi đấy mấy nghìn mấy luống thôi. Mấy rồi? 11 rồi. Gì nữa? Đây. 13. Đâu? Chấm một vải. Đông nguyên nhỉ? Đây. Đây. Chị banh nó ra đây. Nó giống cái màu này. Có thể. Mười ba là bao nhiêu nhỉ? Lâm 675 đúng không?